Nam mô Bổn Sư Thích bà thì chúng tôi đã chăm sóc cái cá rồi ai mà trên 38 đã lên hết đó. Đến là 40 là học kỳ này chúng tôi cho điểm khá rộng so với các khoa khác và thực chất lớp này cũng chắc do ôn bài kỳ cho nên điểm cũng cao, tức là 40 trở lên không á. Nói như vậy là học kỳ tế mới bị có khí thế để học tiếp nữa. Cuối khóa thì bài vở chắc sẽ nhiều hơn so với là giữa khóa, phải không? Cho nên yêu cầu mới bị lắng nghe cho kỹ để dễ làm bài. Cũng có một vài người chắc có lẽ đi học rất là ít. Điểm đúng ra thì phải học lại thi lại, nhưng mà giữa khóa chúng tôi cũng vớt cho lên, tôi cho 7 điểm là cho rớt và vớt một số người, tức là điểm mà 20 điểm 15 là mày bị biết là lỡ có ai thì số này rất ít mà thấp như vậy là biết mình là rớt rồi đó. Nhưng mà chúng tôi buổi đầu chúng tôi nương tay mà trong còn những người 45 trở lên rồi thì chúng tôi cũng nướng tay, tức là chúng tôi khuyến khích. Nhưng trong lớp là ai cũng có tăng 5-6 điểm hết. Câu chúc quý vị học tốt, thi tốt. Xin cảm ơn. Nhưng mà khóa này làm bài được vì ít quá, còn một câu cho mày, mày bị học một câu vô thi rồi cho mày, phải không? Nên học kỳ này phải 3-4 câu, ha. Đến rồi học một câu vô thi, một câu đơn giản. Mà tôi có cảm giác tôi dạy là mày bị thuộc ba tờ lớp hết rồi, phải không? Dạy kiểu này thì ba và tờ lớp thôi. Ai chú ý nghe thì thuộc ba tờ lớp. Vì 26, 27 năm dài môn này rồi, chứ nó kinh nghiệm sẽ biết truyền đại gì để mấy vị dễ nhớ. Hôm nay mình học về phương thức hành trì tu chỉnh. Đầu tiên là phương thức niệm. Niệm Phật lần trước mình nói chứ. Phương thức hành trì tu chỉnh của Thiền Phái Trúc Lâm. Để mà giữ tâm thanh tịnh, để đi đến cái chỗ mà mục tiêu mà Trần Nhân Tông đề ra, thưa vị tổ sư Thiền Phái Trúc Lâm đề ra, là phải cứ trần lạc đạo. Cứ trần đạo tức là phải xây dựng một thế giới hạnh phúc an lạc cho mọi người dân ngay ở cõi đời này, chứ không phải ở đâu xa đâu xa. Cho nên là chi là phải cứ trần lạc đạo. Mà muốn cứ trần lạc đạo á, thì làm thế nào? Phải đưa tâm thức của con người trở về nơi thanh thanh tịnh. Để làm gì? Để mà thực thi tuyên ngôn của Tôn Chỉ Nha Trang, đó là tâm tịch nhi tri thì dành chân Phật đó. Xây dựng một đời sống Phật hóa ngay tại thế gian này, long lăng mà biết đó là Phật thật. Như vậy mỗi người cần xây dựng một cái Phật tâm
Phật tâm đó phải hiện hữu ra giữa quả đời, đó là ông Phật thật, thì danh Phật thật xác định rất là rõ. Muốn vậy thì phải loại bỏ khách trần, tức là khách trần phiền não. Loại bỏ khách trần phiền não tức là hàng ngày theo như thiền pháp trong lòng con người tiếp xúc với đời sáu căn, tiếp xúc với sáu trần sanh ra nhiều phiền não đó. Mà như vậy phải làm cuộc tẩy rửa bụi trần ra khỏi tâm thức bằng cách gì? Bằng cách hành thiền. Hành thiền thì có nhiều phương thức khác nhau, có thể niệm Phật, có thể sám hối, và cũng có thể tòa thiền hoặc là cống án thiền đó. Phương thức hành thiền á, thì có thể khác nhau, nhưng mục đích á, là điều kiện tận thành Phật. Và như vậy á, tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ mà mọi người có chọn một phương thức hành thiền khác nhau. Nhưng mà điểm chung đó là thiền pháp Trúc Lâm chủ trương xây dựng tùy duyên mà vui vẻ đạo, hay là cư trần lạc đạo. Phương thức hành thiền á có thể khác nhau là do căn cơ chúng sanh về cuộc đời này là khác nhau, nhưng thực tế á, nhắc lại chân lý chỉ là một. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng thế giới hạnh phúc ngay giữa quả đời này, chữ ngờ đâu xa. Cho nên cả thiền sư cùng hướng con người chỉ xây dựng cái thế giới tình đồ cùng ngay quả đời này. Tình đồ là lòng trống sạch, Di Đà là từ tánh sáng soi. Cho nên cái niệm Phật của đời trăng hay là phương thức niệm Phật của đại trang cùng định hướng, cũng được quý hướng theo phong thái thiền, theo phong cách thiền. Nguyên tắc của thiền là dán chặt tâm đến đối tượng và cột tâm vào một đối tượng, cũng để cho vọng tưởng là bước chân đầu tiên của thiền, là bước chân đi vào sự an định, đi vào việc loại bỏ các niềm xấu và thay vào đó là các niềm tốt. Mục đích niệm Phật cũng vậy, theo thiền pháp Trúc Lâm là cùng loại bỏ niềm xấu và thay vào đó là những niềm tốt. Niềm xấu là niềm nào? Tôi nói cho rõ, niềm xấu là những niềm bất thiện. Còn niềm tốt chính là niềm thiện. Nhà Phật chủ trương định nước thiền là gì? Đó, phải xác định cho rõ. Thiền là những việc làm, lời nói, ý nghĩ của thân khẩu ý đem lại giá trị lợi ích lời mình, lời người, lời cả hai. Đó. Như vậy, điều kiện căn và đủ để hình thành một niềm thiền là như vậy. Là những việc làm, lời nói, ý nghĩ của thân khẩu ý có giá trị đem lại kết quả lời mình, lời người, lời cả hai.
nên gọi là thiện. Tương tự bất thiện cũng vậy. Là những việc làm lên nó ý nghĩ có giá trị, đem lại kết quả hại mình, hại người, hại cả hai. Cho nên trong bài niệm Phật luận, trang thể tóm dài mọi người chứ, phương thức niệm Phật đầu tiên đó là loại trừ niệm xấu, thay vào đó là các niệm thiện. Cho nên trang thể tóm mà nói rằng này, ư niệm Phật thì chẳng thân đoan tọa, bất hành ta đà ta hành thì thân nghiệp giả, khẩu tùng chứng ngôn, bất đạo ta ngự thì tức khẩu nghiệp giả, ý tôn tính tiện, bất khởi ta niệm thì tức ý nghiệp nhà. Trong lúc niệm Phật thân thẳng ngồi ngay, không làm việc ta, như vậy là tắt được nghiệp thân. Miệng tùng lời chánh chánh, không nói điều sang bày, thế là tắt được nghiệp miệng. Ý chấm chủ ở sự tính tiện, không nại sinh ý nghĩ ta, thế là tắt được nghiệp ý. Đó. Như vậy á, công năng niệm Phật là như thế. Nhưng phương thức hành trì một đối tượng cũng như ở trên, sự phân chia cao thấp. Mà thực tế trong xã hội á, thì bao giờ cũng có ba loại người, đó là bậc thường trị, trung trị và hạ trị. Đó. Xã hội lúc nào cũng có ba tầng lớp hết á, thường căn, trung căn, hạ căn. Thì có ba loại người thì nó cũng ứng với ba cách thức niệm Phật khác nhau. Cách thức thứ nhất là dành cho bậc thường trị. Bậc thường trị thì niệm Phật như thế, tức là những người mà căn cơ cao, từ biết tâm minh chính là tâm Phật. Sống trong đời mà không diệm bụi đời. Cho nên loài này á, không cần niệm gì cả. Thường trí già, tâm tức thì Phật, bất già tu thêm. Niệm tức thì trần, bất dung nhất niệm. Trần niệm bản tình, cổ việc như như bất động. Tức thì Phật thân. Phật thân tức ngà thân thì vô hữu nhị tướng, tưởng tượng vô nhị, tịch nhiên thường tồn, tồn nhĩ bất tri, thì vi hoạt Phật. Bậc thường trí thì tâm tức Phật, không phải nhờ thêm sự tu hành. Ý nghĩ là bụi trần, không vượng một mảy. Ý nghĩ bụi trần vốn tình, cho nên nói như như không đồng là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng. Tướng và tướng không phải là hai, lặng lẽ tồn tại thường hằng. Tồn tại mà không biết, đó là Phật sống. Như vậy chúng ta thấy ở đây chúng ta chú ý đến chữ hoạt Phật này. Hoạt Phật là Phật sống, là Phật hiện hữu giữa đời. Chữ hoạt là sinh hoạt á, là sống động á. Như vậy những người mà căn cơ cao thường trị, họ cũng chính là những người theo thiên hòa trúc tâm định nghĩa đó, những người Phật sống đó. Hoạt Phật. Đến cấp độ này là giống như là tu vô tu, hành vô hành, họ thuần thục rồi. Thân họ chỉ là thân Phật rồi. Cho nên cần gì niệm Phật. Niệm Phật là dài cho những người thấp càng cờ. Đó, để cho hoạt Phật. Cách thức thứ hai
là dành cho đối tượng căn cơ, căn trị bậc trung. Người có căn trị bậc trung này thì phải huy động ý chí, dùng niềm thiện để đẩy lùi các niềm ác, không cho chúng cơ hội xuất hiện. Và cuối cùng họ cũng đạt được trình độ như người có trí tuệ cao, tức là bậc thượng thượng căn. Như vậy chúng ta thấy vai trò niềm thiền càng nhiều thì nó sẽ sao? Lệnh ngạc các điều ạ. Bây giờ cũng vậy, mày vì đầu năm vô mày vì học giờ, mày vì nỗ lực học giỏi, lần học bổng là từ những cái năm tháng học giờ người ta quên ngay, ngay để ý chi, ta để ý người ngày hôm qua lên lần học bổng quan trọng. Cái đoàn gì trong cấp học giờ được, năm một học giờ được ta quên ngay, năm hai học giờ được, năm ba như lạnh thông thường lạnh học bổng tự nhiên ta quên triệt. Như vậy là học giỏi nó sẽ dần dần là ngạc để học giờ. Vậy đó, gạn lên đi. Như vậy là trong này nói thế nào? Trong trị già tất tà niệm Phật, chủ ý tính cần, niềm niềm bất vong, từ tấm thuần thiền, thiền niềm kỹ hiền, ác niềm tiền tiêu, ác niềm kỹ tiêu, duy tồn thiền niềm, nhị niềm ý niềm, niềm niềm diệt chi, niềm diệt chi thì tất quy chỉnh đạo, minh mong chi thì đắc niết bàn lạc. Đó, ghê không? Bậc trung trị ác nhờ niệm Phật. Mấy vị chưa là trung trị, một là trung trị, hai là thường trị, chẳng có cái hạ trị niệm đó. Liều rồi đấy. Bậc trung trị ắt về niệm Phật, chủ ý tính cần, luôn luôn niệm mà không quên thì tâm mình tự thuần thiền, ý nghĩ thiền đã hiện ra thì ý nghĩ ác sẽ bị tiêu tan, ý nghĩ ác đã bị tiêu tan thì chỉ còn nghĩ thiền. Dùng ý nghĩ mà ý thức về nghĩ thì mọi ý đều bị diệt hết. Khi ý nghĩ đã tiêu diệt, ác trở về chánh đạo, lúc mình hết có đời sẽ được niềm vui quả niết bàn. Thì bây giờ mẹ vì xác định nhé, mẹ vì cỡ này là mẹ bậc trung trị hoặc là thường trị, chẳng có thể hạ trị được nữa rồi đó. Cho nên niềm thiền đây, niềm vô chú diêm vô để mà có niết bàn, trả lại đi lui kẻ hạ trị cũng được, phải không? Học ngôi ghế gia trường cũng mong nữa rồi, ngồi từ sơ cấp lên trung cấp cao đẳng vô học viện đấy gần chục năm bắt thường trị đó nhé em. Thế nào còn niềm thiền? Như vậy á, niềm như vậy nó sẽ dần dần trở thành bậc thường thường căn. Hôi mùi chỉ khó chịu thiệt á. Hả? Mười đổ hay mười đô chứ. Cách thức thứ ba là dành cho người hạ trị. Người hạ trị thì thế nào? Bậc này là tân lập này nó đông nhất trong xã hội. Đó. Đối với người này á, tâm là chỉ hướng về gì? Hướng về miền cực lạc. Là thì sau khi niệm Phật có sáu cái chết sao mà sanh về được Phật quốc. Đó. Hà trí giả khẩu căn niệm Phật ngữ, tâm đục kiện Phật tướng, thân nguyện sanh Phật quốc, trụ già cần tu, vô hủ thoại truyền, mệnh chúng trí hào, tùy kỳ thiền niệm đắc sinh Phật quốc, hầu đáng chư Phật quốc sở tuyên chỉnh pháp, chứng đắc bồ đề, nhiệt nhập Phật quả. Kẻ hạ trị miệng chuyên cần niệm lời Phật, lòng mong thấy hình tượng Phật, thân nguyện ở sinh nước Phật, ngày đêm tu hành chấm chỉ, không đổi chỉ thái đổi. Như vậy đến khi mình hết qua đời sẽ theo ý nghị thiền mà được sanh ở nước Phật, sau đó lĩnh hồi chánh pháp.
mà chư Phật nêu ra chứng được Bồ Đề cùng chứng được Phật quả. Như vậy chúng ta thấy là sao? Công phu niệm Phật á, là mục tiêu người hạ trị ni nay á, là Phật đề ra là 65 chung được sanh về Phật, Phật quốc đã, mục tiêu là thiệt thực. Thế ngày đêm lo tu hành niệm Phật đi để sanh về cực lạc. Như vậy chúng ta thấy tuy căn trị mọi hàng nghề khác nhau, nhưng sẽ đắc giải thoát phải là một. Trong ba cách thức niệm Phật ấy, trong hệ thống có đánh giá cao phương thức niệm Phật là ở hàng người thứ ba, là quần chúng số đông, thích hợp với mọi người đã. Ông khuyên mọi người hãy bắt đầu sự tẩy rửa thân tâm bằng cách là niệm Phật, là để đẩy lui niệm ác mà. Hai cách kia thì nói về, nhưng thực sự đòi hỏi căn duyên cao, không phải ai cũng thực hiện được, tức là bậc thường căn về trúng căn là khó. Và như vậy này, niệm Phật trở thành phương thức tu tập loại bỏ tạp khí dần dần, và thuần thuộc tâm trở nên thanh tịnh. Và như vậy nhà vua thật là có lý khi nhậm vào đối tượng quân chủng lao động là quân chủng số đông đó. Đối tượng tấu tập nhớ nghi là ai? Là Phật. Mà tập trung suy nghĩ về một đối tượng là Phật tức là chi? Trung thiền gọi là gì? Chỉ đó, gọi là chỉ. Và sau hơn nữa thấy rõ tâm thức biểu hiện những hành động gì có sai trái thì phải sám hối. Đây cũng là một hình thức quán. Khi đã quán thấy rõ sự vật, tỉnh thức về những việc sai trái thì sẽ điều chỉnh. Đây là một phương thức chỉ quán sống trong tu. Thực chất là bước chân đầu tiên của thiền. Như vậy đoạn này là lý giải gì? Chúng tôi vừa lý giải niệm Phật cũng là hành thiền đó, hiểu không? Đoạn này mới nói tập trung vào một đối tượng, mà đối tượng chính là niệm Phật, tức là một hình thức chỉ và quán đó. Cho nên ai hỏi vì sao nó niệm Phật là hành thiền thì phải giải thích cho được cái này này, phải không? Vì sao nó niệm Phật cũng là thiền thì phải dịch và giải thích như vậy này. Tức là tập trung nghĩ vào đối tượng là một hình thức chỉ. Thì thay vì tòa thiền dùng đối tượng chỉ để mà quán chiếu hơi thở, và thì bây giờ lấy danh hiệu Phật để mà quán chiếu nào. Sự vận dụng pháp môn niệm Phật truyền thống vào việc hành thiền chứng tỏ là thiên phải trúc lâm đã khéo léo hướng quân chúng bước vào con đường thiền, đi từ thấp nến cao, chủ tâm hướng nội và tìm lại Phật thân. Đây cũng là kết quả biến đổi từ một nội dung mang màu sắc tịnh độ sang màu sắc thiền đó, mà vua cổ tinh xây dựng và phát triển ở thiên phải trúc lâm. Và chủ trương này đã hóa thành hiện thực trong thường sĩ ngự lục Trần Tung có ghi lại, tức là Tuệ Trung Thường Sĩ, một bài thất ngôn tự tuyệt thì tu tái phương bội, là tấm nồi di đà từ mã khu đông tây nam bắc pháp thân chu. Đó. Thân bảo di đà ẩn đại lòng, bốn phương thân pháp tọa mênh mông. Đó. Như vậy ai còn Phật di đà ở trong lòng hết mà. Đó. Và chỉ cần niệm Phật là Phật di đà cũng xuất hiện ngay giữa quả đời này. Đến thời Trần Nhân Tông thì ông nói là gì? Tình độ là lòng trong sạch,
chỉ còn nghi ngờ hoặc đến Tây Phương. Đó, lòng trong sạch rồi cũng cần nghi ngờ hoặc Tây Phương chứ nữa. Tây Phương là ở đời này rồi. Di Đà là từ tận sáng soi, mưa phải nhập về cực lạc, cho là chẳng cần tìm cầu cực lạc chứ nữa, phải không? Vì ở đời này là cực khổ mà đã chuyển thành cực lạc rồi, đi tìm cực lạc chứ nữa, cực lạc trước mắt rồi. Và như vậy á, đó là cách lý giải vì sao người ta nói niệm Phật ở thời trần cũng là hành thiền. Đó là do Trần Thái Tông, các vị thiền sư khéo léo giải thích. Chứ đừng có cực đoan, đây là sắc thái của người Việt Nam mình này. Thiền cũng là tình, tình cũng là thiền. Chứ thiền Trung Hoa là không còn nói dù tình đồ ở đấy mới nè. Chứ Việt Nam mình là thiền đã khéo léo kéo tình đồ vào. Và như vậy cách giải thích về niệm Phật như là thiền á, của Thiền Phái Trúc Lâm đã trở thành phổ biến trong quần chúng Phật Phật tử. Vô niệm là phạm trù lớn nhất của thiền, mà bất cứ hành giả nào cũng phải trải phạm trù lớn, phải trải qua để chứng đạt. Và nói với Ngài Vịnh Gia Huyền Giác á, chứng đạo ca là thùy vô niệm thùy vô sinh, ai được vô niệm người ấy đạt được vô sinh. Và Trần Thái Tông đã cố tình trích dẫn để kết thúc bài niệm Phật luận. Như vậy chúng ta thấy đến thế kỷ thứ 14, đến thế kỷ thứ 13 Thiền Phái Trúc Lâm ra đời thì vấn đề niệm Phật đã có văn bản xác phát thực rõ ràng nhất, và chỉ cho người ta cái cách thức niệm niệm Phật rõ ràng nhất. Cho lâu nay cứ nói niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc hẳn rõ ràng, nhưng mà đến thời Trần Thái Tông Thiền Phái Trúc Lâm ra đời thì người ta đã viết thành văn bản để chỉ cho cái cách thức niệm Phật hết sức rõ ràng. Và tư tưởng này á, chúng ta sẽ thấy đến thế kỷ 17 người Hướng Hải Thiền Sư cùng phát biểu lại quan điểm của Trang Nhân Tông. Đó, Hướng Hải cũng là một thiền sư nổi tiếng. Ông cùng viết là giải A Di Đà Kinh bằng tiếng Việt dựa vào bản A Di Đà Sở Sa của Ngài Châu Hoàng. Và ông lý giải theo cách thức của người Việt, viết bằng giải Sở Giải A Di Đà bằng tiếng Việt luôn. Gọi là tác phẩm của Ngài Hướng Hải đó là giải A Di Đà Kinh. Thì A Di Đà Kinh á, A Di Đà là bản dịch của Ngài Kumala Thập, còn đây là giải A Di Đà Kinh là bản Việt bằng tiếng Việt bằng chữ Nôm mà Ngài Hướng Hải cùng trình bày cái thế giới cực lạc cũng là ngã chính ở đời này. Chứ là ông dựa vào câu nói của ông Trần Nhân Tông, tình độ là lòng trong sạch chớ cần cầu về Tây Phương, còn Di Đà từ tận sáng soi chẳng mưa tìm về cực lạc. Tức là ông cũng khẳng định thiền Việt Nam cũng là có phương thức niệm Phật theo phong thái thiền rõ ràng. Và Hướng Hải còn mạnh dạn hơn nữa, cũng khẳng định đó là thiền sư Việt Nam vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn ngồi thiền thì vẫn được tôn vinh là thiền sư, chứ không phải vì niệm Phật mà không phải là thiền sư đó. Và chúng ta thấy lịch sử Việt Nam khác lịch sử Phật giáo khác á, là thiền tình nó luôn luôn song song với nhau, được các nhà lý luận Phật học giải bày và cũng được các thiền sư vận dụng không bỏ. Niệm Phật cũng trở thành đối tượng của việc hành
hành thiền. Đó, okay. Còn mà vì qua bên Trung Hoa, Tống Tịnh Đồ Ngài Huệ Viện sáng lập, nó thuần khiết về niệm Phật, cũng có dù thiền chứ ở đây. Còn chúng ta thấy chùa Việt Nam mình, người ta hay thắc mắc, cho nên đến thầy mới bài Hương Hải cũng giải thích tốt hết. Bởi vì đọc Hương Hải Ngữ Lục, Hương Hải Thiên Sứ Ngữ Lục, mọi vị sẽ thấy rõ. Thực ra Phật giáo mình phóng phụ đa dạng lắm, hay lắm. Nhưng mà vì không tiếp xúc bị những cái cuốn kính nước ngoài mà bị các kính khác nó nhiều quá, vẫn ai tiếp xúc nên mình biết chứ con. May mắn trưa mình có khoa Phật giáo Việt Nam nên biết được thêm. Thân thơ thiệt, thân bỏ quên hết thiệt. Tức là ra mà lý giải, chỉ có Phật giáo Việt Nam lý giải vì sao mà tự nhiên thiên Việt Nam lấy niệm Phật. Thôi mình đâu học, đâu trả lời được. À, đâu hôm nay mà vì lý ái hỏi vì sao thiên mà một chủ trương niệm Phật là cái đặc sắc đó. Chả ông mình dùng thì cha ông mình là gì? Tổ sư của mình đã có tuệ quả rất hay. Nguyên tắc của thiền là dạng chặt tâm đến đối tượng, cột tâm vào đối tượng. Vì tâm của con người bản năng là cùng một lúc mà nghĩ về nhiều đối tượng. Cho nên bây giờ thiền học thực tập đầu tiên quán chiếu thiền là vậy, quán chiếu hết. Thở thì đưa như niệm Phật thì có sẵn rồi, thì cứ theo cái hơi thở, theo cái cách thức niệm Phật mà điều chỉnh thôi. Đó, đẩy lui niệm ác, niệm để cho niệm thiền sinh sôi này nở thì lẫn ác niệm ác. Mà khi mà niệm thiền là thẳng thể rồi thì nó tâm sẽ trở nên thanh thanh tịnh. Tâm trở nên thanh tịnh rồi thì niệm như vô, như vô niệm luôn, ha, niệm Phật cũng như vô, vô niệm. Vô niệm là đỉnh cao của thiền. Cho nên từ niệm Phật mà đã điều chỉnh theo phong cái thái thiền trở thành chỉ quán sống, sống tốt. Cho nên càng ngày đọc sử sách Việt Nam thì càng phóng phụ. Ví dụ như niệm Phật á, mấy vị biết các thiền sư Trung Hoa giải thích thì nhiều, nhưng mà mấy vị đâu biết các thiền sư Việt Nam lý giải về Tịnh Độ. Mấy vị đâu đọc đâu biết. Tôi có khổ. Ví dụ như kinh Viên Giác, các thiền sư Việt Nam mình cũng sáng tác về vị chủ giải rất nhiều, không ai biết hết. Kinh Kim Cương vậy, Kim Ngương, bản kinh Kim Cương á, mà vì có tùng không? Có. Nhiều người dịch không? Có. Hả? Nhiều người chủ giải kinh Kim Cương ứng với sở trụ sang tâm. Nhưng mà mấy vị đâu có biết là có Ngài Hướng Hải lần Kim Ca Nghĩa Lý viết bằng chữ nôm tiếng Việt đầu tiên thế kỷ thứ 17. Một thanh quả lớn chấn động bên ngoài thì ca ngợi. Từ một bản văn chữ Hán mà ông viết qua ông bản văn bằng chữ nôm, bằng chữ quốc ngữ, là bởi vì thấy là cả một quá trình chuyển đổi ngôn ngữ. Ngôn ngữ của Ngài Hướng Hải là nó khớp với ngôn ngữ đầu thời kỳ thứ 20 nữa. Đó, phong trào thơ mới về từ lực văn đoan, cách viết văn là giống nhau. Nhưng mà kinh Kim Cương Nghĩa Lý thì Ngài biết. Còn Bát Nhã Tâm Kinh Ngài Trần Nhân Tông thì dịch ra là kính lòng. Tâm Kinh Trần Nhân Tông thì cái mấy bộ gì dám dịch chữ kính lòng là ghê gớm lắm rồi.
Đã đến ngày Hương Hà thứ 17 đã chủ giải kinh Kim Cương. Đó. Cho nên là mấy vị phải tự hào, chỉ có học sự Phật giáo Việt Nam mà biết mấy cái vụ này thôi, còn không mục tịch cứu chúng ta thiệt đấy chứ. Ngài gì đã biết được chiêu, đã biết được cái thân của các thiên sứ Việt Minh rồi. Cho nên là tâm lý của người mình hãy hướng ngoài ít để ý, nhưng mà nhiều khi cái thành quả của mình có sẵn rồi và mình cứ thừa hưởng mình biết như hơi thở rồi đó. Đi kiếm mình ngoài không, cho nên trang tâm là đúng là buộc ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Cho nên là khám phá cái thành quả của mình. Và không phải sợ gì mình chúng ta bị lạc hậu, là bị Trung Hoa nó áp tải mình nhiều quá. Thế kỷ thứ 14 á, nhà Trần suy yếu rồi, Trung Hoa nó vào nhà mình vào xâm lược mình, nó đốt sạch kinh điển Việt Nam hết, và nó truyền bá tư tưởng Phật học do người Trung Hoa sáng tác cho mình quên hết. Cho nên là máy làm đến thế kỷ 17 trận hứng Phật giáo khôi phục thiên phái Trúc Lâm, nên mới còn lại được cả cái kinh điển ngày nay. Còn là nhờ do dẫn á, nó chua chiên mình mất hết. Các thiên sứ thế kỷ 17, 18 phải vô gia dân kêu gọi họ đám tới, em mới tập hợp lại mới biết được. Rồi đó, những cái tác phẩm nó hay vô cùng, lý giải kinh Kim Cương, rồi kinh Bạc Nhà Tâm Kinh, rồi giải A Di Đà Kinh, là những tư tưởng lớn mà được các thiên sứ thế kỷ thứ 17 giải thích. 14 đã giải thích rồi, có thể 17 giải thích nữa. Sợ dạy này mình mới biết được. Cho nên là và Việt Nam bị đánh đổ cái gì hết mà được vận dụng cách khéo léo, cha ông ta đầy trí tuệ. Những người tác phẩm tới mày nói đó, có điều kiện mày vì vô khóa Phật giáo Việt Nam học sẽ kỹ thì rõ nữa, sẽ hay hấp dẫn, tức là học những cụ tác phẩm cụ thể qua cái sám hội. Phương thức thứ hai, phương thức sám hội. Cái sám hội nếu mà đưa qua được thiền mà này là các tổ sư của ta đầy trí tuệ ha. Sám hội là lại không thôi, nhưng mà không lý giải thanh thiền được mà chuyện hay. Thế nên có thiền Việt Nam có sám hội. Lại, nhưng mà vẫn có cơ sở để lý giải vì sao lại sầm hồi vẫn là thiên. Ai cũng biết á, là cái tác phẩm Hồng Danh Sám Hồi, rồi Thủy Sám, rồi Lương Hoàng Sám là những tác phẩm kinh điển của ai? Của Phật giáo chúng Trung Hoa, mà cùng đồng vô Việt Nam mình hàng thành phổ thông luôn, đúng không? Thế nhưng nghi thức sám hội đến đời Trăng thì nhà Trăng định bật ra hết. Đó là cái tự hào dân tộc á, độc lập tự do tín ngưỡng á, chứ không muộn vừa cảm thiên sứ thôi, Lý Trăng là đánh bật ra, bắt buộc phải gì phải có cái thái vào, đúng không? Không lại Lương Hoàng Sám, không lại Thủy Sám, không lại Hồng Danh Sám thì phải có cái vào, có hai tác phẩm kinh điển và đó là Lục Thời Sám Hội Khoa Nghi. Một sinh viên bây giờ đâu biết cái này là cái gì,
chiều một thú sĩ bình thường á cũng bị cái kính đó là kính gì nè. Hai tạo phẩm này lúc thời sám hồi khoa nghi vì là bình đẳng sám hồi văn được thiên phả trúc lâm sáng tác và để cho dân chúng thực tập mà lại sám hồi. Như vậy chúng ta thể hiện chứ, đúng với tinh thần là xây dựng chứ, độc lập tự chủ trên lĩnh vực tôn giáo ha, độc lập tự chủ về tín ngưỡng tám, tám đây. Chúng ta thấy, mà rất rõ lục lê sàm khoa nghi hàng ngày mở mắt ra, thức dậy, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, gây ra nhiều điều tội lỗi. Cho nên là sám hồi con mắt một ngày chia làm sáu thời, mỗi thời và sám hồi mỗi mỗi căn đó lại đỡ khỏi đau cuộc sống luôn. À, ai bị cuộc sống hóa theo phương pháp này lại tập cuộc sống thẳng luôn, khỏi lệch, người khỏe lại tạo hình thức tập thể dục luôn. Ngồi học và sai tư thế bị về cuộc sống một đơn lại tập thẳng luôn. Ngài là sáu thơi đó, mỗi thơi sám hối mỗi căn. Cho người bên đằng sám hối vắng á là nói về cái lục thơi á là nói về tướng, còn vắng bản thứ hai, chính thứ hai á là sám hối vô tướng nghề mà cao. Và như vậy thầy trăng á, một bản kinh lục mấy kinh của người Trung Hoa, các thiền sư Trung Hoa sáng tác không còn xuất hiện và nó trở thành đi vào quần chúng phổ thông luôn. Đây là một trong những phương thức hành trì được diễn đạt theo phong cách thiền, tức là sám hối được quy hướng theo phong cách hành thiền đó. Để mày bị cái câu này quan trọng, trong còn trong bình đẳng sám văn tự trong cái bản kinh này này, Trần Thái Tông nói như thế nào, ông nói rõ lại là lại cái gì, và em cứ chậm cúi đầu chọc móng mà lại mới nè. Nhiều cô nhiều thầy hãy chọc móng mà lại lắm. Lại là phải ngủ thề đầu địa sát đất, hiểu không? Đầu này, tay này, chân này đâu rồi, cái lính này thẳng như một bộ phàng nữa. Mấy tay mấy cô cái này lên là nhiều khi lại chống cái móng lên là dỡ móng vô nên mày ngay nó tao không chịu không. Cái này phải tập ha, lại là cái móng phải thẳng thấp xuống hơn cái đầu của mình đó. Gọi như người lại nghĩ từ chỉ cả với cả cái phía trường vô mặt người ta vô rồi. Cho nên này vì thầy á, cái lễ nghi á, vô điện Phật hay là vô thưa những người lớn á, mày vì thầy á là ông thầy quay lưng lui đi lại liền phải không? Lúc nào ta làm vậy, bực lui hai ba bước quay người đi ra. Rồi chúng ta thấy là sám hối nè, theo trong người văn bản mà bên đàng sám văn này, lễ pháp thân vô tượng chí thể
đào giả lý nhập này, từ tha thù dùng giáo tham, hưởng nạ biến cầu, diện mục mang hang từ thiền. Lại là lại cái thể vô tưởng của pháp thân, lại được như thế thì cái thể từ thù dùng giáo tham đến bờ bên kia, thì mặt mũi xưa nay tự nhiên hiện lộ. Như vậy phương thức sám hối này là việc theo kiểu gì? Việc theo kiểu gì? Việc theo phong cách thiền, đúng không? Lệ pháp thân là chẳng những phải lệ ông Phật đông ông Phật vàng mà, và lệ pháp thân vô tưởng chi thể, đó là nói về cái tánh không ấy. Lại cái thể vô tưởng của pháp thân, đó kể là chẳng phải là cái ông Phật đông Phật ông xi măng mà cao cấp rồi. Lại được chi thể thì cái thể từ dòng giáo tham đến bờ bên kia, mặt mùi xưa nay tự nhiên hiện lộ. Đà nói mặt mùi xưa nay là ngôn từ của nhà thiền không, phải không? Cái bản lá diện mục đó. Cho nên những thiền sư này người ta không chối bỏ cái dạy sám hối. Sám hối là một phương thức truyền thống rồi, tu tập truyền thống rồi, thiền phải trúc lâm bằng thừa hưởng và vận dụng. Vận dụng nhưng mà không phải vận dụng lúng tung, vận dụng theo chi? Tôn chỉ của thiền tông. Đó, cái tài chỗ này tôi cho là cực kỳ trí tuệ. Chứ không phải chứ thời hiện đại nó có nhiều vì cực đoan. Thiền là ăn ngồi tòa thiền chứ được tụng kinh, được niệm Phật, rửa quả cực đoan mà. Tú kiểu gì cũng là tú vật. Có những người chối bỏ hai thời khóa công phu cũng vậy. Cái gì hành là được. Quan niệm cho nên các thiên sư thiên ngoại trúc lắm mà thoảng ghê lắm mà nó mở như vậy á. Sư lệ lại sám hối ở đây chúng ta thấy đã hưởng theo tiêu chí tôn chỉ của mục thiền là. Mục đích lệ lại là gì? Đưa con người trở về với bản tấm thánh thanh tịnh theo thiền tâm chủ trương đó. Và như vậy phương thức sám hối cũng có chức năng tẩy trừ cả cấu uế của tâm và làm tiêu diệt đi các nghiệp ác tích lũy lâu đời. Khi mà đã chiều sám hối chiều lại, tức là chi? Đã ngưng cả việc ác rồi, là có sự hối hận trong tâm rồi, mà đã làm vậy thì bước đầu đi vào giới nha. Giới là không làm các điều ác, ngưng làm điều ác, thân tù việc làm. Như vậy á, ba sám có hình thức tu tập từ lâu ở trong các thiên đường Việt Nam. Và điều đáng nói là vua vận dụng việc sám hối này một cách tài tình để hướng dẫn người ta tu thiền. Chữ sám có nghĩa là gì? Chữ sám phiên âm từ tiếng Phạn là kasma. Kasma nghĩa là chịu đựng. Á chịu đựng thì người mình bị làm chứ, mình làm xúc phạm họ chịu đựng chứ mình đâu chịu đựng. Tôi tẩy gáy cô là cô phải chịu đựng sự đau khổ, sự tổn thương. Cho nên á, sám hối là phải từ bỏ và đích đến cái người mà mình từng gây ra họ sự tổn thương, gây ra họ sự chịu đựng á, phải tẩy xin lỗi dứt khoát. Đừng sao tôi không giảm nữa đó. Tôi gặp thì tôi phải cười thôi chứ tôi không thể có mày dằn vặt hay là hãy nguyết được ha. Không thể hay mà không thể nguyết, không thể thấy em làm ngơ được, phải vôn và trao đón đàng hoàng. Như vậy sám có nghĩa là vậy, xin
tha thứ độ những người mình đã từng gây gây ra. Hỡi ai là bạn thân nhận thức được sự sai lầm, từ kiên quyết thay đổi hành vi để không còn đại diện nữa. Như vậy sám hối cũng là một hình thức chi phản tình đó, thực phản thiện. Trong nhà thiền đã nói đến phản thiện là nói đến thiền rồi đó, tức từ phản tình đó. Từ đó người học thiền án trụ sáu gia đình mà chứng ngộ chân lý. Ngài Phật Loa trong quyển Xuất Gia Tiện Đạo đã từng dạy người học đạo mà muốn phân biệt thiện ác thì phải sám hối. Cho nên cái văn hóa sám hối cực kỳ quan trọng. Người Tây Phương mấy vị thấy không, mở miệng ra lúc nào họ sorry à, làm gì mà để ý á. Tây Phương có ưu điểm đùng đau là thank you này, đùng đau là sorry này. Còn người phương Đông cũng có dù nữa. Người lẽ ít mở miệng xin lỗi, người nhỏ lắm. Nhưng mà văn hóa phương Đông là văn hóa kín đáo, cho nên họ xin lỗi họ cũng bộc lộ ra rõ ràng. Người lẽ cha mẹ mà lá con cái không ngoài ít khi thầy áo nữa, bà xin lỗi con nữa ít. Chứ có những cặp trẻ hiện đại á, sau này tiếp xúc văn minh thì hãy xin lỗi con không. Ngày xưa vẫn còn dùng theo thứ vật lá cho đá, đập cho đá xong rồi thầy mình sai lầm thầy thề về người khác mời vốn kêu vốn cơm cho ông qua để được thông rồi nữa là biết à, là thằng con thầy đó ba xin lỗi rồi đó, tao xuống bữa xuống nước rồi đó cái kiểu không được ha. Thầy tội vậy, lá chỗ đá rồi thầy thương thầy tội cho nên này máy cho cái áo máy cho quần ấy đem mình qua chứ vô để nơi phong nữa là biết đó. Biết có quan tâm. Còn người Tây thì nó trực tiếp rõ ràng lắm. Còn mình dạy hoa, người phương Đông dạy hoa vì xin lời nhiều phương cách mà chống quy là gián tiếp chứ ít khi trực tiếp ha, mình là gián tiếp. Như vậy á, sám hối là một phương thức tẩy trừ các điều bất thiện ha, ngăn chặn các điều bất thiện xảy ra và nguyện hứa với năm từ nay không tái phạm nữa. Ngài Phật Loa nói gì? Dược hầu trí thiện lạc già, nhược thân cần thiện hộ, khuyến linh sám hối, diệt tội tiền khiên, cần cầu trí thức tu đạo tính tiện già. Và về sau hết biết điều thiện ác là gần gũi bạn tốt, khuyến bảo bạn sám hối, diệt trừ tội căn, tu việc đạo ngày đêm tinh tấn. Và đây cũng là công phu trực tiếp thiết thực và hữu hiệu, nó có tác động hướng tâm người học đạo thành tựu. Thành tựu cái gì? Trí kiến đoàn trừ, phòng hộ đoàn trừ, thù dùng đoàn trừ, khám dẫn đoàn trừ, tránh nệ đoàn trừ, trừ diệt đoàn trừ và tu tập đoàn trừ. Đó. Trong cái tiện trình hướng đến thiên quang và dập tắt cả ngã niệm tưởng điên đạo. Đó. Trần Nhân Tông cùng chủ trương khuyến cáo mọi người và sám hối lục căn để trở về bản tính tự nhiên. Ông nói thế nào? Trong cư Trần Lạc Đạo Phủ này, đoàn lục căn nên trừ lục tặc, tìm đường hoảng cốt, chỉnh xả nắng phục, dược luyện đa. Sám hối là một công phu, như là luyện thuộc, là ngày nào phải sám hối luyện đáng là phải tinh tấn.
Còn Huyền Quang là sớm hôm chỉ thanh sạm hơi, khuya sớm sáng trong đèn bạc nhà. Đó, bốn câu này tôi mê lắm. Đó, hôm mai rửa sạch nước má ha, lòng thiền văn vạc trắng xói dài, thế sự hiếu hiếu dọ thổi qua. Ghê không? Đó. Khuya sớm sáng trong đèn bạc nhà là làm gì? Vì sao ở trong đèn? Trong đèn này làm cái gì? Đấy, trong đèn bạc nhà này làm gì? Nói đến đèn bạc nhà là nói đến trí, trí tuệ đó. Trong đèn bạc nhà mà đọc sách vô. Cho nên á, một ngày mấy vị phải để thi giờ tối thiểu một tiếng đọc sách ha. Còn ngài làm như ngài Huyền Quang thì tổ thứ ba này thì không thi mẹ vì đọc, đêm đêm trong đèn bạc nhà. Đọc sách là khuya sớm sáng trong đèn bạc nhà, đúng vậy, đêm đêm giảm mắt. Từ bữa nay về thực hành một tháng sau thôi là thấy ai đẹp hết đấy các bạn. Đọc sách lên từ những người đẹp lên nè, mắt long lanh ra, người ốm đi dạng đẹp. Nên là mày vì không chịu đọc sách. Tôi tung kính tới khuyên này, khuya sớm sáng. Đó, bữa khuya nè, bữa sớm nè, bữa sáng nè, tấm đen bạc nhà. Câu trí tuệ là phải đọc sách thôi. Người đọc sách là mặt đờ đần, tôi nói thiên mà, tôi nói dội mà. Người hẳn linh hoạt, đu 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 làm sao á. Thiệt. Nên hồi xưa đọc sách kính đục kệ, kính đục kệ được đọc sách được. Tôi quan trọng nhất là có mở sách ra đọc. Hôm mai rửa sạch nước ma ha, là nước ma ha phải tắm dòng. Ngài Trần Thái Tông viết câu rất khác về việc sám hối rất hay: như một chiếc tấm áo bị bẩn. Đó, như với lòng chỉ thanh sám hối thì sẽ rửa sạch tất cả các cấu uế phiền não được dệt trên tấm áo đó. Cho nên là chúng ta thấy công năng của sám hối là vậy. Tấm áo bị dơ bị bẩn rồi á, công phu sám hối thì nó cũng dệt sạch được cái chiếc áo bẩn đó. Sáu mắt nó nguy hiểm, tôi gọi là lục tặc ha. Sáu mắt tiếp xúc với sáu trần thành lục tặc. Ra đường mở mắt ra gặp người đẹp, rồi đem người đẹp vào tuổi ngủ nằm mơ đủ thứ, rồi sanh ra lục tặc. Nghe âm thanh hay nó cũng nhờ. Có người thương thì bằng sắc đẹp, có người thương bằng tiếng nói hay, có người thương vì mùi thơm, có người thương vì mùi hôi. Mùi hôi đặc sản. Thế nên là Trần Nhân Tông là đoàn lục căn đến từ lục tặc. Lục căn là từ người mùi lục tặc, vì có sự phân biệt. Hôm mai rửa sạch nước ma ha, lòng thiền văn vạc trắng xóa dài. Đó nghĩa là phải tu thiền, phải là khởi nguồn trí tuệ bằng cách chống đèn bạc già, rửa sạch tấm thức mình bằng phương thức sám hối. Để làm gì? Để cho cái lòng của mình này, lòng mình là lòng đào, mà đào nào? Đào thiền phải sáng như là gì?
Từ soi mình như là sáng ngời giống như trắng, trắng rằm dày đó, hiểu không? Mà Phật á, thân thanh tình tờ lũ ly, Phật diền gió như màng nguyệt huy, Phật tài thể giáng thương cũ khô, Phật tâm vô sự bất tự bi. Đọc mình phải nghiệm lại, thân Phật như thế, thanh tình trong sáng như lũ ly, gương mặt Phật đẹp tờ như ảnh trắng, trăng rằm, đó là bên ngoài. Còn bên trong là lòng Phật bao giờ cùng tư bì. Phật tài thế gian thương cụ khổ, Phật ở đời này thương cụ khổ, tâm Phật lúc nào cũng tư từ bỉ hết. Cho nên là lòng thiền vang vạc trắng xoay dài của hai ba này mà ra thi tục nghiệp, ra thi tuyển sinh hai thế sự hiếu hiu gió thổi qua quá đẳng cấp. Trình Công Sơn chắc cũng lấy ý tự này mà ba lao sáng tác ba chi, nhớ không? Ba chi Trình Công Sơn đó, để gió cuốn đi đó. Sống đề sẵn cân một tấm lòng ha, để gió cuốn đi này, gió yêu thổi qua cuốn đi, thế sư là phải cuốn đi để lại chứ. Nên là học là phải liên tưởng, phải không? Đây vì giờ sự, tới giờ vắng thì tôi xin nói xấu hơn nữa. Quá tiếp nè. Văn học Việt Nam cũng hay lắm. Không có phương thức gì hữu hiệu hơn là mọi người phải thực hành khóa nghi sám hối đó. Và như vậy á, sám hối sáu căn ngày nay đời trần á, là hai cuốn kinh này là thành hai cuốn kinh nhật tông, hai nghi thức này này. Và ngày nay thiền phái Trúc Lâm cũng được phục hưng trong các thiền đường của Hòa Thượng Thánh Từ chủ trương vâng sám hối hai cuốn kinh này, tức là cùng lục thời sám hối này, cùng tùng kinh này, sám hối con mắt. Mấy bài văn này quá hay là mấy vị bài tìm đọc cũng khỏi lục á, của 15 ngàn thôi. Mua của Hòa Thượng Thánh Kiệm dịch hoặc là Hòa Thượng Thánh Từ khỏi lục, hai bản dịch khác nhau. Quá hay. Ví dụ tà xả mỗi con mắt mà cùng nói đến mấy thầy nữa giống mày không đâu. Giới sắc á cũng đùm chàm mấy thầy, mấy ông cùng vậy ra ông kinh nghiệm theo dõi, ông tạ mấy cô ông dày nè, khuyến tú mà này, mấy thầy mấy cô mấy đừng có hám sắc mà hư thân sắc á là. Mà ông thương tà lại đối tượng người phụ nữ đến việc không ấy. Mà chắc có lẽ ông trải nghiệm như phụ nữ. Vì ông bản thân là ông hoàng đế mà. Ở đây là sự thật. Cho nên đọc cái văn nữa là thấy nhân vật nữ cũng khá nhiều. Ông tà mấy cô thì hết sức đẹp. Nhưng mà còn cái đẹp đó cũng mong manh. Xưa kia mã đỏ mối hâm, nhưng mà qua chốc là ngay nay thấy tóc hạt giá ga. Bởi vì thấy cái giá ga là con gà đó. Lên thấy chậm gà của con gà cái chết đó. Thấy cũng ghê à. Cục cho đâu mà lạng lầy chứ mình đi được giá ga tóc hạt. Cũng nói để cho mày cơ bản mày không thấy mày cái nhìn mày sợ hãi. Tà mày cố cung nữ ngủ dày, cho nên lên lớp đừng ngủ dài bao giờ ngủ gục trên lớp. Quan sát á, mày cố là đẹp dày khi ngoài cung điện dày, con khi ngủ dày ông dày chắc ông dày sớm ba bụng dơm đi qua thử. Thầy mày cố khi ngủ á đương nhiên ông tà xin mi sọc sệt. Nước miếng không tạo chạy lên khỏe đây này, ghe mà chạy ra đây chạy từ mỹ mắt, đừng quan sát ghi vô trong kính luôn đó. Cho nên đừng có tưởng
bơ. Đó. Ta thiếu sư nhập định, không còn nang công chúa nào đánh thức hoàng tử ngủ say trong rừng. Ta vậy đó, ta ác chiến lắm. Cho nên ông ta định mức là lên tùng kinh, mà mấy cô công chúa đi chùa lệ Phật á, mấy ông sư liệt là không bắt gặp được ông ta bốc kinh, là phải sáng rồi cũng mắc. Tất nhiên ông ta định tăng như vậy là ông người là từng sống với đào, mày quá xa kỵ như thế này. Cho nên trong giới luật á cũng nói luôn, bất đắc tà hù cổ thi đi đường. Và mà điều này là áp dụng giao thông là tốt này. Bất đắc tà hù cổ thi Phật mới là, cho nên là tuyên truyền mà giao thông áo to mà lại câu này, bất đắc tà hù cổ thi đi đường cũng được ngõ ngáo liệt dọc, đúng không? Và bị xe đụng chứ đi mà cứ đâu nghỉ chỗ khác, ngõ thầy cố này đẹp liệt quá, đi xe lên tiền hút đường Sài Gòn này hút vô tư. Cho nên là rốt cuộc là thể sự hiểu giả thực quá. Cho nên là gì? Là với ý nghĩa có gọi là nghi thức sám hối sáu căn được trăng thải tống biến soạn phổ biến mọi nơi và thực hành thời buổi sáng dành cho việc sám hối dạng căn này là con mắt này, đem lại này. Thời trưa dành cho nhị căn là lỗ tai này, sám hối lỗ tai này. Thời chiều dành cho tỳ căn là sám hối lỗ mũi này. Thời đêm này dành cho thiệt căn là sám hối cái lưỡi này. Thời nửa đêm này dành cho thân căn là cái thân mình này. Đó. Về thời khuya dành cho ý căn, tức là ý. Đó, sáu thời. Nghi thức sám hối này biến soạn theo tinh từ này, có kết cấu chặt chẽ này, xúc tích này ngắn gọn. Có 11 bước cho buổi lễ đầu này. Một là đọc kệ cảnh sách khuyên răng mọi người này. Hai là lễ đọc dân hương này. Ba đọc kệ dân hương này. Bốn đọc kệ dân hoa này. Năm là đọc lời tấu bạch này. Sáu này đọc vắng sám hội tội căn do mắt này. Bài này dốc lòng khuyển thình này. Tám dốc lòng tùy hỷ này. Chín dốc lòng hồi hướng. Mười dốc lòng phát nguyện. 11 là đọc kệ vô thường buổi sáng. Đến thời buổi trưa lễ sám nửa đêm khuya cùng thực hiện những bước tương tự, trừ hai bước đầu, tức là đã là cách thức trước khi sám hội nè. Và như vậy á, cái nghi thức sám hội này nó tác động tâm lý mình ghê lắm. Đó. Là mình thay đổi tâm lý, từ dù mà rắm rủi chạy theo sáu trần thì mình là biết dừng lại. Đó. Bằng bởi sáu thời khóa sám hội. Và điểm quan trọng ở đây, sám hội không phải là lên thưa về Phật thờ từ trong mọi chùa, mà sám hội thức đích thực á, là sám hội trống trong tâm để quay về lại giống như niệm Phật á. Phật thân tức ngã thân thì, thân Phật và thân mình và không khả. Và lệ là lệ pháp thân vô tượng chí thể, đó mà quan trọng. Lại là lại cái pháp thân vô tượng của mọi người này, đó mới quan trọng này. Lại pháp thân thương trụ của mọi người mới quan trọng. Nghĩa là lệ lại chân lý mà từ xưa đến nay diễn bài em tạm nghỉ ha. Bộ phương thức thứ ba học tiếp, tạm nghỉ.